Chú làm gì vậy chú? Con này không biết đâu. Con này có thông minh không chú? Cũng bình thường. Cũng bình thường. Dạ nó về hả chú? Không, chú cho tập để chú quay phim một tí. Sao chú hú như tiếng chim vậy? Thích sáng, được tiếng chim. Thôi. Thôi ăn kem đi chị. Thôi. Ăn kem đi chị. Đập. Ăn kem thì ổng cắn luôn, gì lớn mà chị ổng ăn kem. Chị múc thôi mà. Bởi vì kem này ngon. Đập. Em là ăn kem nó rồi. Em ăn hai kem đi. Ăn hai cái que gai gai. Em bẻ ra một cái rồi không ngon nữa. Nó hư luôn cái này. Cô, dễ thương quá. Trời, khi nào chị ngủ là em đi về bà ngoại á. Thôi. Sao? Hèn chi lúc đó chị không thấy em ta. Rồi. Cái gì vậy? Đang ngủ hả? Em là thị trưởng á. Dễ thương quá à. Em nói cho ta em biết. Em nói mà cho chị biết là em biết. Em là lớp phó. Hay quá em. Chú chua cái bông mèo cái lá. Chị đâu mới nghe được cái chú kia. Đập. Chú ơi, nếu như con lại gần nó, chú kêu bắt tay được không chú? Chưa được con ạ. Con này chưa làm quen với người hả? Trời ơi, trời ơi, thương quá đi. Chào. Chị đâu rồi trời? Bắt tay chú cho nó hai cái tay luôn á, chú cho nó hai cái tay rồi nó có thể hai cái tay nó chơi nó được đó chú. Chú cho hai cái tay, chú cho hai cái tay này nè, nó trẻ lên.